Nếu như không muốn mất tiền ngu thì hãy tránh top 3 nhóm người này. Để mà thành công thì trên hành trình đi thì ai cũng sẽ phải mất tiền ngu. Nhưng mà mất tiền ngu nhiều lần với nhiều kiểu khác nhau thì khó cưỡng dậy được. Đầu tiên là FOMO. Người Việt Nam rất hay chạy theo bầy đàn, chạy theo xấu đông. Bầy đàn tức là gì ạ? Ví dụ lúc vàng bình thường bảo mua thì không mua, nhưng đến khi nghe tin vàng tăng giá đấy, bất động sản đang phát triển tăng giá đấy, vậy là thi nhau đi mua cho bằng được thì thôi. Khi bạn FOMO là bạn đang không tỉnh táo, bạn u mê say máu, lao vào một cái điều gì đó và rất dễ chốt lời. Khi bạn mua, bạn cần mua ngược xu hướng. Có một câu nói rất là hay của tỷ phú Warren Buffett, đó là hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy thật sự sợ hãi khi người khác tham lam. Những người chuyên đi FOMO là những người tham lam. Bất động sản, vàng hay bất kỳ một sân chơi tài chính nào mà bạn tham lam là coi như bạn đi. Kể cả là tài sản tốt mà bạn đu đỉnh thì có khi 10-15 năm mới về bờ hoặc là không bao giờ về bờ được luôn. Nhóm thứ hai là nhóm lạc quan nhưng mà thiếu hiểu biết. Đôi khi có người chỉ cần một lời mời chào nghe thấy hay, nghe thấy cam kết, nghe hấp dẫn rồi đầu tư đi bảo lãnh gốc. Và rồi mình cứ lạc quan, mình tin rằng đưa tiền đi cho vay kiểu gì lãi cũng cao. Thậm chí là còn đi vay tiền để cho vay với một danh nghĩa là cứu vãn. Thì phần lớn những người lạc quan mà thiếu hiểu biết đều sẽ tiền không cánh mà bay. Nhóm thứ ba đó là tham một bước lên trời, mang một tư duy đánh bạc, nghĩ rằng mang một đô la hay vài chục đô la lao vào sòng bạc xong bước đi ra trở thành một nhà tỷ phú. Những người tham lam một bước lên trời, họ quên mất một thứ. Dù bạn có làm ở lĩnh vực nào, làm công ăn lương, làm tư, làm chủ hay là làm đầu tư, thì cái quan trọng nhất không phải là chạy theo tiền, mà cái quan trọng nhất là cái chuỗi giá trị. Các bạn đầu tư tầm nhìn, kỹ năng, công cụ, chiến lược, bạn phải giỏi từng mắt xích một. Để qua 5 tháng dù bạn là ai đi chăng nữa, nhưng mà bạn học được cái quy trình tạo ra giá trị. Cái quy trình giá trị đấy nó mới tạo ra tiền. Và đó chính là tài sản của bạn. Không có một giá trị nào mà chỉ qua một đêm mà có được. Tối thiểu cần phải có 10.000 giờ. Đa số mọi người bỏ qua quá trình đấy và muốn một bước lên đến trời. Họ sẽ đánh lạc mất tiền bằng nhiều cách khác nhau sau vài năm. Giống như những người trúng số ấy, họ không còn lại gì ngoài có thể sẽ có khoản nợ lớn. Thế nên dù bạn đang làm ngành nghề gì, đang là ai, cũng nên tránh ba nhóm phương thức người này để giúp chúng ta giàu có, thịnh vượng, bền vững nhé.